Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn cấu tạo và nguyên lý hoạt động của biến tần inverter trong UPS. Biến tần trong UPS hay gọi là bộ inverter trong UPS. Như hình A, đây là cực dương, đây là cực âm. Trường hợp thứ nhất, SCR1 và SCR4 mở, SCR2 và SCR3 tắt, thì dòng điện sẽ đi từ SCR1 qua tải xuống SCR4. Trường hợp thứ hai, hình B, SCR2 và SCR3 mở, SCR1 và SCR4 đóng, thì dòng điện sẽ đi từ dương qua SCR3 qua tải xuống SCR2. Quá trình này lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ tạo thành điện áp xuất hiện trên tải. Các dạng sóng của điện áp xoay chiều được thể hiện ở hình C. Hai điểm này phải được xem xét để làm cho các mạch điện đơn giản như trong hình có tầm quan trọng trong thiết thực. Một lần một SCR được bật, nó vẫn tiến hành cho đến khi luồng điện gần bằng 0 trong các mạch hiển thị ở như trong hình. Một khi SCR được bật, tải dòng điện với cường độ lớn hơn 0, do đó một số thiết bị bên ngoài cần thiết để gây ra hiện giảm xuống gần bằng 0 để tắt SCR. Thiết bị đó được gọi là mạch chỉnh lưu. Nói chung, tất cả các biến tần với SCR đòi hỏi thiết bị chuyển mạch và tụ điện chịu tải thông thường được sử dụng để thực hiện quá trình chuyển mạch. Tuy nhiên, khi cửa tắt của SCR hoặc bán dẫn công suất được sử dụng, không có mạch chuyển được yêu cầu. SCR và bóng bán dẫn điện có thể được tắt bằng xung cổng cung cấp bởi các mạch điện ca tinh thấp. Điểm thứ hai là trong các mạch hiển thị, các tải được kết nối trực tiếp đến nguồn DC thông qua SCR. Vì lý do này, các tải trọng thường được phân lập từ các nguồn DC thông qua việc sử dụng một biến áp đầu ra. Ngoài ra, các biến tần hình dạng sóng đầu ra là một sóng vuông. Hình dạng sóng này không thích hợp để cung cấp các thiết bị điện nhạy cảm. Do đó, một số thiết bị được yêu cầu điều kiện đầu ra của biến tần cho một dạng sóng hình sin. Vừa rồi tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn cấu tạo nguyên lý hoạt động của biến tần inverter trong UPS. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.